Rồi, có cây không ta? Có cá sấu dưới á. Rồi, đúng rồi. Banh luôn. Đầy một giỏ luôn. Không biết lâu luôn thiệt chứ. Ngon. Đầu video thì Cường cũng xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến cô dì chú bác và anh chị em gần xa đã luôn tin tưởng và ủng hộ xem video của Cường nha. Hôm nay thì ngày chủ nhật nha cả nhà, mới vừa sáng Cường chuẩn bị đi giao 5 lít mật ong nha cả nhà, 5 lít rưỡi chứ. Mật cục này là 3 lít rưỡi à, 5 ký mấy à. Này Cường giao xuống dưới Trà Vinh đó, đi chung giao xuống Trà Vinh sẵn rồi Cường sẽ ghé bên anh Phước Trà Vinh hay quay clip hoài cả nhà, Cường hay quay clip với ảnh đó. Đây nè, cục này nặng nha cả nhà. Nó hết biết cục mật ngon. Mật non nó chảy hết, còn mật như vậy thì đỡ một chút. Đó. Cả nhà thấy chưa? Thì Cường giao cũng 5 lít mấy á, với thêm 2 lít mật nước nữa. Đây. Sẵn trên đường đi xuống dưới đó giao mật thì Cường sẽ ghé anh Phước đặng mà đi bắt dọp hay có nghe cả nhà. Ở dưới ảnh anh nghe nói là dọp khá là nhiều quá, nhưng mà nào giờ Cường cũng không đi xuống dưới bắt. Bữa nay đi xuống dưới thử bắt thử coi nó ra làm sao cả nhà ơi. Thì Cường ít có ra clip ong, nhưng mà Cường vẫn bán mật ong như bình thường nghe cả nhà, chứ không phải là nghỉ. Tại vì cấp này nó mật nó khô quá, mưa nó liên tục rồi cả nhà ơi. Mưa kiểu dạng không dai, mà mưa kiểu nó lớt qua rồi thôi, mưa kiểu dạng mưa mây á, cho nên là mật nó không có làm, cho nên là Cường cũng ngưng bắt một vài hôm để cho nó làm mật lại mới đi bắt tiếp. Thì trong thời gian này thì Cường sẽ ra những cái clip mà săn bắt khác nha cả nhà, thì cũng mong được sự ủng hộ cả nhà nha. Mật ong thì Cường bán cho cả nhà, thì Cường bao cả nhà là test mật thoải mái cả nhà, nhưng mà cả nhà test vô tủ lạnh thì cả nhà test vô thẳng vô ngăn đông nha cả nhà, không nên để ngăn mát nha, tại vì để ngăn mát mật ong nó sẽ rất là dễ bị kết tinh. Hôm nay Cường cũng nghe mấy anh em này kia nói về vụ việc này nhiều lắm rồi. Thì Cường cả nhà mua mật về, cả nhà muốn thử mật ong thiệt giả, cả nhà cho thẳng vào ngăn đông là 24 tiếng là cả nhà sẽ biết liền. Đó. Nếu mà mật ong mà nó có nước, có đường ở trong là nó sẽ đông lại như nước đá nguyên chai cả nhà. Thì Cường cũng nói lại điều này. Thì bây giờ Cường tiến hành bây giờ cho vô sách đi. Được. Cho vô sách đằng mà chở xuống dưới Trà Vinh đằng giao, rồi sẵn ghé anh Phước luôn rồi coi đi mò dọp thì quay cho cả nhà xem nha. Cường mời cả nhà cùng đồng hành với Cường ngày hôm nay nha. Đây chuẩn bị đồ nghề cả nhà ơi, anh Phước đây, chào cả nhà cái anh Phước ơi. Anh Hiếu nữa nè, hôm nay đi bắt dọp ha. Anh Nhất Đen xin chào cả nhà. Hello cả nhà luôn nha. Mới xuống vừa tới Phước, đồ nghề quá trời cả nhà, đem cào đi theo quá trời luôn nè. Tính anh kia. Anh có thả dọp với đồ nghề. Hả? Đồ nghề. Đồ. Của Tư Quốc Giới. Trời ơi. Này đồ cào lúa cũng được nữa hả? Mình cào bằng tay sao? Không có cái này, hồi chú cái này được nè. Đang chuẩn bị đi nha cả nhà. Thì để chạy tới chỗ cùng quay tiếp cho cả nhà xem nha. Mới xuống nãy giờ mấy anh em ngồi nghỉ mệt chút xíu đặng đi. Hy vọng là có thành quả cả nhà ơi. Chuyện nhỏ được rồi. Hả? Không có, xuống đây nè, đây na nhóc này nè. Chứ đâu không có nữa, có thả con nhỏ nhỏ. Mấy anh em mới xuống ngồi cả nhà. Nhập không bự cả nhà, nhỏ nhỏ không à. Hả? Nó nhỏ không? Nước nhiều quá có nào đi không? Đâu, bự không? Ôi ôi. Đây cả nhà ơi, hai con nữa. Có không chú? Sao? Con nè. Rồi hớt mò nát đứa được con à. Đâu? Nhỏ nhỏ coi coi ha. Không bự không? Cái con nhà sao nãy khủng vậy? À. Đâu? Bắt được con à. Trời ơi, vậy bỏ đó luôn à.
Xuống tiếp tục. Tao liền đây. Liền đây. Ây da. Con này bự cả nha. Ôi ôi. Ê, rớt luôn rồi. Đâu đâu? Đâu đâu? Trời ơi, bự gì vậy? Đây đây, quăng đây con. Đây. Trời ơi. Vô vô mánh này cả nhà ơi. Nãy giờ tính đâu chết, ai nhờ có lý, có lý. Con tài khó mò. Ờ. Đâu? Gắn nào gắn cá hồi lòi á, mò luôn. Ghê quá hả? Nhớ nè. Làm nó luôn mà. Mình đừng con lịch á. Được mấy con hay không? Ba bốn con vậy. Để bao rồi, đừng ơi, ăn này đừng bao được. Đâu? Đó. Trời ơi. Bự nữa cái thầy. Ba bự nữa. Có ốc len nữa hả? Có. Ủa. Đó. Hả? Đó. Đó. Đâu chú? Mò này mò đại nha, tại vì nước lớn. Đâu? Cào vậy đó hả? Ừ. Nào đứng ra, đứng cào xuống sau vậy, cào trên mặt vậy nè. Ừ. Cái mặt cốp liền hả? Đúng nha, cốp à. Đó. Đâu? Trời ơi. Có cái gì quá. Đó. Cục cục đó. Dạ, hấp dạ. Nghe cái cốp rồi biết rồi. Cái này chú. Trời ơi, lòi đầu luôn. Ừ, cào sâu quá rồi, nó lên luôn á. Không hay á. Mini không vậy? Mini không? Đường sang vậy? Đó. Đây nè. Ừ. Ờ, ừ. Nó nằm trong... Vô vô lá lá này, nằm nhóc luôn á. Đây con nè cả nhà. Nhỏ nhỏ, đều đều không à. Bây giờ nó đắt quá đâu còn. Ô, bự vậy. Ủa, ngập mất tiêu rồi. Lốt trọng rồi. Hột tay xuống đụng nó già òn mềm mềm cục. Đó, chú cạo lên luôn nè. Đây hả? Cạo quá lên cục đất luôn. Đây nè, lên luôn rồi nè. Đây con đó nè. Trời ơi, rớt dính nó luôn rồi. Bỏ cho cái vỏ đó, vỏ rồi. Vỏ đâu rồi? Bỏ nóng đi, hồi ngơm. Đốt cuối à. Đúng rồi, đốt cuối. Ông ngủ. Đúng rồi. Này chú cuốc luôn chứ cào gì nữa. Cái gì mà cái nhà con trải nghiệm mình á. Ừ. Ừ. Mình không có mình không cào mình bắt bằng tay vô. Ừ, nhập con nè. Một xíu à, thả. Nhỏ bắt gì đâu chứ nè. Nuôi biết nào bự. Thả xuống ao á. Đây con cả nhà. Nuôi nhỏ sẽ đẻ hả? Ừ. Không nó bự. Trời ơi, đang con đó nè, nó nằm dưới không à. Nhẹ rồi. Không có này, không có hang nha ơi. Cào hết khu rồi chắc giác về đó. Giác luôn không? Mới cào em mới cào con phỉnh nhỏ xíu.
thấy rồi, nhớ cầm ra quay nó rồi biết có thấy không. Chú cào đây con chỗ này nhỏ rồi. Đầu lịch. Đầu lịch hả? Ừ, đứng sâu quá mệt mình. Đó, quá. Đầu hút. Được hết rồi. Đó. Đây con bóp 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 đại cũng dính nữa. Bóp rắc rồi. Nằm ngừng rắc rồi. Không có con dập chúa ta. Dập chúa ao nãy. Bóp này mỏi tay thiệt chứ. Đây, thiết cá là lụm nè. Đó, thấy gì chưa? Đây con nha. Nhỏ không bự. Ủa chú, mình đi bắt dọt ở nhà mình có lấy cào mình cào không? Cào không luôn á. Không dọt ở nhà nè. Có á. Có á. Nhà lấy tay móc. Móc đồ. Móc móc rồi đó nè. Dọt ở nhà lấy tay móc chặt lên cào chứ vậy. Móc 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 thật đấy. Xịt nước cái là miếng nó nằm đó. Dữ hả? Ờ hay à. Thánh thần nữa. Đây nhà ơi. Ba con. Đây con nha. Đây. Dọt chúa ra. Chết. Bà rồi dọt chúa chết bèo. Ổ này ổ con nè, ổ mẹ nằm trong á. Ốc len nè cả nhà ơi, hai con luôn à. Đây con nữa cả nhà. Đang keng nè. Rồi, ốc len nè. Ừ. Bắt luôn. Rồi rồi đây con nữa nè. Cái giọt không nhỏ nhỏ mà, không được. Đó. Mini không à? Cái đổ là vô vỏ là lọc, vô mà đổ vỏ lọc. Con mới đẻ qua. Ê, ổn rồi. Nằm nằm với mập đá không à, mày ốc len. Ủa len. Nè lọc. Con tài khó làm quá. Trời ơi, mấy con bự nữa, mấy con bự đứt hết trơn rồi. Chết hả? Nè. Đây nè, nó đứt rồi. Mấy con bự nó lão quá, nó đứt rồi. Cái ảo này nhí nhí luôn à. Bớt bớt theo để cầm bằng lọc. Ồ, lọc chín rồi, hay quá. Như nằm thấy nhạt lá mà. Ừ. Dính hơn môi như hết đây kìa. Hả? Dính chứ anh? Nè, dính nè. Ừ. Dính mè sâu. Ồ, lọc đáy quý. Còn à. Như môi tay ngon hơn cào. Bự không héo bên anh bắt bự không? Hả? Cũng trọng trọng không đó. Để kiếm cái hang thử coi. Nãy bắt được cái hang á. Không, mà không biết mà đâu. Nó đất cứng cứng chút nữa không? Ừ, nằm thật bé không bé mà. Đúng rồi, mà giữa này thua. Sình non quá, nó lấp đúng không? Trời ơi, đây nè, mày dễ nằm à. Lừ thử dưới vô. Đạp dập nái của con kia kìa. Bữa nãy bắt con dập nái cho nó. Thấy không? Trong đó bảo đảm nó thưa nhưng mà có dập, rồi dập bự á. Ngon rồi. Đây nha, không có mài cái nhà ơi. Không có mài đâu. Này ở đây không nó bắt mà nổi đâu.
hột tay xuống gà gà hồi dính nè. Đây đây con nè. Ủa, nào hồi lên giờ không hay người đâu nha, đừng chốt nữa. Đây con nè, con này trọng cả nhà ơi. Mà có cái lỗ được không? Giờ 4 con. Cái này nó cả lỗ rồi. Dạ. Dạ. Đây con nữa cả nhà ơi. Một con chỗ này không à, 6 con. Đâu? Đâu bự vậy? Bỏ ở đâu? Nè nè nè. Đâu? Nó ù có lý vậy. Em mò cái nó không? Một người con. Này chắc hồi đại con vỏ này luôn quá. Trời ơi chú cạo gì giữ thằng hồn vậy chú? Mò tay đi cho nó khỏe chứ cạo nó hồi mất sức lắm á. Quá trời, anh đây chín ổ rồi. Hử? Cái bọn chỗ một người con nè. Bóp bóp á, khỏi cái là bóp 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 có nó cái là dính rồi. Rồi ngồi chụp vậy á. Thấy không nghe suối bậy bạ nha. Đây con nha. Nằm chen chen. Chen chen. Chen chen dưới ơi gọi lọt. Quần dưới tủ bắt trời. Mới bắt cái bọn nè, bắt đâu tới đây được tới đây. Bắt ngoài kia. Bắt ngoài kia lấy được mới. Trong đây đâu lẻ dưới vậy. Ngoài kia mấy con có ngoài trong đây con. Đây kìa, con lên. Và con giọt cái không bự không. Ô, được con này trọng. Quá trời cả nhà ơi. Chính hả? U bự vậy. Lâu lâu ta tìm biết chiếc. Quá trời. Đây. Ừ. Chúng cái ổ này quá trời rồi. Bắt hết nguyên cái đồng này luôn hả? Không bự mà có điều có là cũng vui. Nghiên cứu coi bắt mà đâu vậy. Đây con nha. Nghiên cứu được cái mà vô mùa ông nữa rồi. Đó, này cũng nè con. Không. Ừ. Lâu lâu cũng có con bự, con nhỏ nha, chứ không phải con nhỏ không nha. Này nướng mới hành. Ông chú có rồi, có không chú? Chú ngổ rồi nè. Có chơi. Có mà giờ con gì. Dạ. Chú hay mò vui vui, ông chú cũng mò luôn nha. Hả? Nói chứ lại đông đông mò còn có ai chứ mình mò mò không biết mò mò tính chú ha. Ừ, mò biết chừng nào. Thế tại có mình mò mò hoài không đụng nó nãy. Vậy hết rồi. Đây con. Bự không? Bên thiếu chuột. Trời ơi, bươi đó không dữ vậy. Hả? Con sẽ con. Nào xíu Vĩnh Long rồi. Tao quê xíu Vĩnh Long rồi. Chú ở lúc nào chú? Ở Tân Long Hội. À. Tân Long Hội là gần ngoài cầu mới. Trời ơi. Hả? Nó chết đi rồi. Bự hả? Bự chết ngộ ta. Già quá. Nhầm con nó vậy đó. Ngồi
Ôi ôi, đây cả nhà. Bóp kiểu cường vậy là nó không có hết được nha cả nhà, có con tay à. Đây cả nhà, trời ơi không bự mà được cái nó nhiều. Mày giống cái mài nó quá thiệt mà, cái mài đó là cái nhà. Kiếm mài nó bắt cho cả nhà xem, không thấy được có một hai cái à. Đây nha cả nhà. Nhỏ không? Qua hiếp chuột quá trời không cô. Qua cứu hiếp chuột nha. Quá trời luôn. Rồi rồi nằm ở dưới nữa nè. Nó nằm ở dưới không, ở nhà không có mài. Đây nè. Đó. Trời ơi, đây nữa nè. Thọt tay xuống dính, thọt tay xuống là dính nè. Đây còn nữa cả nhà. Bây giờ con lục hỉnh thì không mò cũng 4-5 con, 5-6 con gì rồi đó. Quá trời. Ông chú ông ngồi ông mò ông ngồi luôn. Ngồi chút xíu thôi nha. Hết nửa bao luôn kìa. Bên hiếu chuột nữa. Hiếu chuột này nửa bao đây nữa. Đâu? Ừ. Đúng ổ rồi mà dọc nhỏ thôi, nhỏ không bị. À, được. Đây nữa kìa. Nè. Nước mặn nó chết hết à. Nước ngọt nó mới có lại. Chỉ á. Đây nữa nè. Đây con nữa nè cả nhà. Không có bự đây, nhỏ nhỏ không à. Ba con này. Cái gì
chưa, mọi người thấy gì chưa? Trọng trọng không đó. Không đó. À, thấy gì chưa? Ừ, con này trọng. Hôm nay đi theo sắt vỏ thôi vậy. Ừ. Nè, thấy gì chưa? Nè, bọc len luôn. Ôi ôi. Này là tài khác năm người. Quà có chút xíu nguyên dùng luôn. Rớt rớt không à. Đây. Mò gặp quân đội được cái là gặp 3 tháng nữa mò không đụng. Thôi bãi luôn mò cái này. Thôi luôn. Cái này nước lên cái dọn ngã đi hết trơn luôn. Vô. Nguyên phái đoàn. Ui như này cả 3 kg thôi. 4 kg. 4 kg với 3 kg nha. Quay thì quay cho ngồi đi. Về cắt cho ta. Bươi gà lý lẹ chân cả nhà. Nghe cái nằm trên tay không bươi à. Nói gì chứ. Nè, thấy gì không? Nằm trên tay luôn. Nè, đó. Môi đại sát chúng ta bằng nước lá rồi đó. Quá trời ơi. Này còn hơn thả dịch tháng 9 tháng 10 cũng còn lúa nữa. Đó đó. Chú vô tùng luôn. Chú cứ mò dài dài vô cái bụi lá. Không, không à. Hả? Không. Rồi ông chú giờ bỏ áo bó vô quần rồi ông bỏ dọp trong luôn. Dọp dở con nào vậy? U. Dọp dở con nào vậy? Có nó có chết không? Kiểm tra. Bự dọp bự dọp bự. Rồi tới khúc dọp bự rồi đó, ăn đi. Ăn đi. Nó vô sao xưa xưa là khúc dọp bự hả, ăn đi hả? Nó thấy không? Bự liền thấy không? Ừ. Cái ghê quá vậy. À. Đúng bãi nè. Cái bự rồi đó. Chú luôn cũng bóp lé lẹ ra nè. Bóp mà không dính cái gì đó. Cái này là làm anh em không có trọng không, vẫn trúng điểm nữa không? Con thấy nó còn nhỏ quá. Mò ngồi thả lại đi. Hơi nhỏ hả? Bắt giọt này, cái này em thử nhìn thấy từ chết. À. Con bắt con nào mấy cổ rồi bắt con mini vô mà. Đôi lúc cũng có bự có nhỏ chơi cơn, tay mình cũng có tay dài tay ngắn như cơn. Đâu. Ôi chỗ này có thơ nè. Hay hay. Hảo hán. Hảo hán. Mình muốn cái bự hoài sao có. Không nuôi người ta bự vậy. Ừ. Sao bóp được con vợ con nào cái mất tiêu rồi nè. Chốn hết luôn. Bên đây chắc bị cào. Mình sẽ úp cái da đây nha. Dạ. Có gì giờ thì một hồi nữa mình sẽ đi thêm nhà xe. Đâu. Ô. Giờ thì một hồi nữa quay. Nè cả nhà. Ba ngón tay. Vậy là đạt rồi đó. Dọc dưới đây đâu có bự đâu cả nhà, đâu phải như trên rừng của mấy anh em bắt. Đây toàn bắt trong xẻo vuông này kia không à. Ờ. Đâu. Ô hay quá. Khủng long. Chúng gan mò nó giờ quá trời dập bự luôn à. Lọc đi khơi khơi. Tới đó, tới ổ rồi đó. Ổ dập bự rồi. Đây nè. Đâu đâu. Ừ. Đó. Đó, phải vậy mới được. Canh canh. Có không chú? Không. Mò mò bột đá. Thấy chuột rồi, có bộ đồ bột đá. Thằng đấy, định rồi. Vô rồi, vô rồi. Đừng làm mất. Này vợ mini. Mất dấu. Mất dấu rồi đâu. Lấy công chỉ buộc cái đuôi lại. Đuôi nó bay gì đâu rồi. Ừ. Ủa là cái bao giọt của mau đâu rồi. Dạ. Mau đâu Hiếu. Đó. Rồi chết ngắt kìa. Vậy đây mà anh Phước kêu đem mù cào theo hôm nay cũng xích cánh tay luôn. Mù cào cào xích cánh tay luôn. Còn quay nữa hả? Còn. Chứ quay nữa. Quay chứ quay. Quay càng quay càng thú vị cho anh em xem rồi. Đưa ra phần 1 rồi ngay. Nó hành lự. Chưa có khách vui cái độ mà mấy bao à. Bởi vậy. Mắt khách này biết như nó. Ở bên đây và bên kia nữa. Anh em ráng càng nha, càng đem về Vĩnh Long nha. Ờ. Ừ. Rồi.
đem về tặng người nhớ rồi. Xào quá trời. Xào hành gì đâu. Chú ơi xào gì này nướng quá hành ăn xào hẻ nó đổ xùm bổng nổi. Mà con lụm vô con. Sáng cái đồ đi cái vợ mở đi đâu vậy? Hay là đi nhậu, mặt như màn á. Gì gì nhà vợ xem video này chắc cười chồng yếu quần quá. Hả? Trong cái bao dọc đâu rồi? Phước. Hả? Bao đâu rồi? Vợ con nào? Bao dọc đâu Hiếu? Đâu anh kiếm bao rồi? Trời ơi bự dữ vậy. Đâu rồi cái bao rồi? Sao không đổ qua đây luôn cho rồi? Đổ qua thì sách nổi. Kệ, đầy cái sách này mình về được rồi. Ta đổ cái bao ra đây, cái vỏ vô cái bao đi. Con nữa cái nhà, năm sáu con nữa. Đâu. Đâu. Quay vậy đó không? Quay chi tiết đây nè, anh Hiếu nghe mặt anh Hiếu quay bắt giọt nghe cái nhà đó. Rồi chét thêm mấy cái cho giống mày mung. Cái lại tắt cam đan trên tay trên đầu nhất rồi. Bấm đại đi, lâu lâu tay bấm đại, bấm lâu áo mình đó. Ôi ôi đây nè. Mini ủa không phải. Ngay ổ mũi à. Vô trong nó mũi dữ lắm. Chú anh Giang đi xa cái vậy? Ông kiếm. Ông kiếm giọt nái. Bự mà ít quá. Đó. Đúng hả? Tranh thủ đặt lú được rồi. Trong này nó nằm trong này nè anh Phước. Ừ. Đây nè. Ừ, trong đó đó nó ẩn ẩn mình trong đó đó. Ẩn đây là bự không á. Trời ơi đây nè. Thấy chưa? Ừ. Đúng chưa? Đừng có ấy, nó ở có ổ à, hồi đụng xong hồi đụng ổ nó nè. Mắt dọc này nản thôi chút xíu là về liền à. Chỗ không có hả? Cào ừ. Chỗ không có rồi. Chịu không nổi. Trúng rồi cái thì liền luôn. Ừ. Nấp này nhấp nha. Mấy chỗ này nó dễ thoát hơi á. Ừ. Để rễ cho nó nấp dưới giữa đó. Đây nha. Ờ, mấy cây ngã ngã nó nằm dựa vô đó. Nằm trong cái đám sò bần nè. Cũng thưa thưa chứ không có nhiều. Ây da, quấu đau tay quá. Nè cả nhà. Bây giờ 5 anh em mò được nhiêu đây nè. Có anh lên nhanh á hả? Gặp mà con bự bự nãy giờ đậy vỏ rồi nha. Bự không? Để quay coi. Con này hơi nhỏ chứ gặp con bự bự nãy giờ đậy vỏ rồi. Nè, con này đậy vỏ lẹ nè. Đâu? Có không chú? Bự không? Trời ơi. Ai? Bự gì vậy? Con nào nó cạnh cạnh không nè. Hôm đó mình đạp vào bự trong này mà. Nó nặng mấy cái cây này nè. Ừ. Ừ mấy cái cây vậy nó dựa chứ. Hôm nay con mò không dính gì chân nha. Hôm nay nó thưa mà bự. Ừ. Sao? Ui. Vô đây trọng trọng lên không ha. Nó nằm ở dưới cái cây á. Khôn thiệt. Có gì cho lọc mò lý lịa vậy? Hết lọc rồi. Ừ. Ô, mini mà. Bắt
ta thật đụng giọt có đã ha. Năm thằng đụng. Có con xịt nước rồi đó, đụng để xịt nước rồi. Bên đó hợp bự anh Hiếu. Giọt bự không? Khách hết nổi rồi. Nãy giờ chưa được tiếng hồn á. Kìa anh Phước cào lia lịa cho kìa, thấy ghê không? Đó, 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 đó. Cũng làm. Ừ. Này nha. Này phải được kiếm hàng bắt nó thú vị hơn ha. Biết rồi, kiếm hàng. Rồi. Quá mũi vậy ta. Mũi dữ lắm. Em gắng kiếm cái hàng nãy kiếm được cái mấy cái hàng mà nhỏ quá mà nhìn cái mài nhỏ xíu à, móc lên nhỏ xíu à. Có thấy không? Không có hang. Nó làm hang nhỏ quá cả nhà. Lại nước lên xuống liên tục quá. Nói chung mình cũng coi mấy anh em bắt trước thôi chứ thật sự cũng không biết nó là cái gì luôn, móc đại. Không đổi đại thuốc trong này nè, đạp 2 giọt 2 con cà bá. Có mồi nó có đốt điểm giọt lắm. Cào cào cái này thử anh Phước. Có đốt cây nữa. Không, bóp bóp vô cái bụi bụi lá. Cái vòng vòng trên bụi lá. Nó nằm, nó vô nằm vậy đó. Nó ốp vô. Cây làm im quá. Mini hả? Mini. Bự không? Ui, nhỏ nè. Đó, cục cục đó. Đó, còn cái gì đó Phước. Nó ăn chua chua cọc cọc có gà. Đó, con còn đó anh Phước. Không, cái rễ. Rễ cọc bạn. Đó. Ừ, cho mình nước nước ngọt đâu có, đây nước lợ mà. Đó. Trời ơi, khủng long. Hả? Hay vậy? Hay ham luôn cả nhà. Đó, cái cốp đó. Ồ, trời ơi, quá. Trời ơi. Trời ơi, đó, nó đập vậy thứ đó nãy giờ cắt. Nãy giờ. Quá trời luôn. Bự hơn cầm tay nên vớt được hơn cầm tay này. Quá. Phải cỡ này mới ngon nha cả nhà. Nãy giờ mà cỡ này không rồi. Lâu lâu phải có con dập chúa xuất hiện. Nãy giờ bà nằm đây hả? Ừ. Nãy giờ bà nằm đây ông đi kiếm. Cào nó lú lên nhịn đảo ha. Nó cái gì cục cục ghê vậy? Phải. Bỏ vô đây con này nhìn mấy con kia rồi nha. Coi có nhà so bị nha. Không có xi nhê gì mấy con kia, nó bự ra. Ờ tới nữa nè. Ừ. Ôi ơi, đuôi luôn, ngang mắt đuôi nữa. Đừng có dụi. Đó, gì cục cục với anh Phước. Đó. Rồi, con này nhỏ gì à, mới văng à. Đó. Bự không? Đâu, đâu, đâu. Đâu. Đó, đó, đó. Đây nè, ồ. Cô Lý cái nhà đây nè. Đó, đó. Ừ. Ôi ôi, thiếu con bự bự không nè. Ôi, giật bự lên nè, nằm ngang. Anh em cẩn thận nha. Mình phát hiện rồi đó, Cường ơi. Thấy lú không? Đâu? Đó. Đây nè. Nó đụng lên con này. Nó nằm trong rác rác rồi nè. Thuốc cào điêu luyện quá. Cào bông răng luôn. Ừ.
Dưa má đã bự lắm. Nước má. Tôi bắt được hai giọt nhỏ nhỏ nè. Đó. Phải. Đây. Tiếng giọt nha, khác. Vậy. Vậy má, vô má, ừ, dạy má. Đâu? Con bự quá vậy, ai bắt con bự vậy? Con vũ Tiền Giang. Đâu? Đó đó. Con dữ vậy hả? Ừ. Con người ta còn 7-8 ký vậy đó. Ủa 7 ký sao hết? Nặng lắm, vô đây nặng lắm. Ủa con dọp vợ, ông nội ơi. Thì đó, anh Phước cào con dọp lên cái nhìn hết biết luôn. Dạ, có anh à. Dạ. Đó, 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 Tường ơi. Bự không? Đâu rồi? Đó, vàng tươi nè. Ừ. Ừ. Cũng được, cẩn trọng. Chắc là mình kiếm hàng ấy đi ha. Hàng cổ hả? Ừ. Ấy kìa, nó ai đâu rồi, bay lên luôn rồi. Bự á. Đâu rồi? Anh cào văng nó văng tiêu luôn rồi. Gì vậy? Ê con về. Hả? Nó nói. Đó. Nhỏ mà. Ôi, 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 cái gì vậy? Ừ. Đâu, đâu, trời ơi. Đâu vậy? Mồi gốc lá, gốc này không ba không con. Mồi đại ngoài, ngoài nhiễu này cũng có nữa. Nó không có mình lội, mình lạc ngoài vũng này mà. Chỗ nào không có nữa. Vậy? Hả? Ở vậy đó, ừ, ở cục cục vậy. Đồ xích vô trong nữa. Con này là khổng lồ không anh ơi. Nào, khổng lồ. Em mới đạp vô. Mồi mồi đại lá này nó nằm vậy nha. Nó nằm lên luôn lá kẹt 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 vậy. Gò gò nằm thở. Ờ gần đầy con sọt luôn rồi. Nè còn ngoài mày kiếm cái này là lọc. Lọc cái mỏ đây nè, đủ con đây nè. Cũng ở ngoài nè. Đâu? Ôi ôi. Vô đây cái con bự hơn con ở ngoài cái nhà ơi. Tại vì nó bắt, nó lo bắt khúc ngoài nè. Chết rồi. Kiếm hàng khủng hồi về. Tại vì ngoài đó nó mới vô tới đó đó. Cái đường mương á, nước nó mới sâu vô tới đó đó. Cái dựa đó. Còn hàng này nó bò lằn vô đây. Bò tới đây nó lớn mà lớn đó. Lên trên cái hàng hàng khủng không? Trời ơi, đủ mẹ nằm cấp lớp đây luôn rồi. Có không Lộc? Trời ơi, đâu đâu. Ừ. Có đây không? Mòn hút lá kìa. Đủ hết. Mòn hút lá với Vũ Trường Giang kìa. Đây còn hàng khủng không anh em ơi. Để cái nụ trà bàm tay. Hiếu ngồi lúc bển nha. Có Lộc. Sao khúc nhỏ nhỏ không vậy? Dính con nhỏ con nhỏ. Con bự có bự nè. Ôi ôi. Vô mánh chúng ngổ thiệt rồi. Đâu đâu. Hai em nằm chỗ luôn. Đừng đực hay sao á. Đang canh sự mỏng. Con gì vậy? Nước nấu. Cái này ăn được không?
ngon lắm á. Hồi xưa ăn cái đó không, bây giờ cũng ăn nữa mà hết rồi. Hồi xưa khổ á, đi sôi bằng cái đèn dầu á. Cái này cái gọi cá thà lòi không? Cá thà lòi, cá thà lòi, thà lòi cũng đầm hỏi nó bự thôi. Thà lòi thì ta vậy. Ôi ôi, đâu? Ôi, quay xe bê luôn. Tới ổ rồi. Đường này quay xe bê luôn. Cái này có là bao đây. Hả? Này có là bự luôn rồi. Đổ vô bao mình để bạn má đi. Chết mà chết luôn rồi. Để đi. Bao với vỏ là vậy? Để đi được rồi. Được rồi. Được rồi. Mình cho nè, đổ vô luôn cho hàng xóm nè. Ừ. Quà của Trà Vinh á. Ờ. Rồi. Hả? Má bao đi chục tí nè. Lấy đi hồi giác. Thuốc lá. Ừ, nó nấp thuốc lá. Bao rồi nha. Hơi dập nuôi nữa. Hơi dập nuôi nữa. Đây nè, gõ à. Quá luôn vậy. Gõ. Nếu mình chịu bắt hết cái này chắc cả 50 kg luôn á. Ừ. Nguyên cái bãi này lớn lắm nha. Không hổ đâu, đây rộng lắm. Nhiều lắm. Đi con kia còn xa chứ không xa. Không kiếm được con nữa hả? Để em đi kiếm mài nó thử coi. Không thấy mài nữa nha. Nhìn như là nhìn phân biệt. Còn chưa gành nữa. Cối không ha. Rồi, cối không cả nhà ơi. Đây nè. Mình phước anh cào mấy bánh. Có không? Mới gì loại qua kinh luôn nha. Ôi đất cơ dữ vậy. Thử như sao? Sao? Mày vỏ này có chục mười mấy ký không? 13, 14 ký. Hử? Cầm thế hả? 20 hơn á. Không, không có đâu, 15 ký rồi. À bên Hiếu? Nặng lắm. Ôi ôi trời, cái vỏ dọp. Đầy một vỏ luôn. Không có lâu luôn thiệt chứ. Không. Đi mới được rồi. Cấm, đi quay nè anh em ơi, thấy không? Mà cái nón gì nó phải gì nè. Dư... 14, 15 ký hả? Thôi giờ xuống tắm cái này tính tiếp. Xấu cái hành, cái xấu á. Anh mới đụng cái xấu đấy. Thành quả vậy là cũng khá là ngon nha cả nhà. Vậy là quý rồi. Lỡ xuống. Cũng có đâu nữa. Phải xuống rửa cái gì. Rửa cái cao gì. Trời cũng rửa trên tay đâu. Có cây không ta? Có cái xấu dưới á. Rồi, đúng rồi. Bánh không rồi. Lại cái nước thì cứu. Về xuống mình chơi trúng tiệm hồi về coi. Hả? Xuống chơi trúng tiệm chỗ bông quá. Qua luôn. Mặt. Nước mặn mặn cái nhà. Ê đừng ai đáy đi.
bữa nước còn mặn ta? Có. Đâu? Bỏ vô ấy rồi. Bỏ trong ba lô luôn hả? Rửa mấy cho sạch luôn. Sau đó hai mình đi cào không được vậy Lộc? Không có thì được. Không biết hồi đó chưa biết điểm. À coi quay lặn nè. Coi em lặn nè, thử coi sao bao lâu nha. Em thước em lặn không? Phải nãy đi thả đi thẳng đây luôn. Thì đây nha. Quay nha, thiếu canh nhanh em nha. Nắm vỏ lại. Coi lặn nè cả nhà ơi. Có gì điều gì muốn nói trước không? Nói trước đi. Cần lặn cái 3 ngày mới lên. Rồi đúng rồi. Thế đó rồi. Lên lắc chậu té. Ôi ơi tới đây ơi. Ôi ơi. Nước chảy á. Thôi để thừa đó. Nước chảy. Hơi lặn không? Nói cái vô lú luôn à. Hơi lặn không kêu vô lú luôn à. Lú mai đổ. Về mỏi quá vậy. Lên, về. Mấy anh em giờ này chuẩn bị về nhà cả nhà ơi. Thì nếu về nhà mà quay clip mà nướng ăn được á thì Cường sẽ quay cho cả nhà xem nha. Còn không có thì Cường sẽ xin up video luôn. Thì cái vỏ sách đó là mấy anh em phỏng đoán cũng trên chục ký nha cả nhà. Rách này có nhiêu ký anh Phúc? Trên 15 ký hả? Đây, anh cao lên, thôi anh có lượng thử không? Anh Phước là trên 15 ký nha cả nhà. Nhắm độ chừng là biết rồi. Gần đây một vỏ. Thì thôi Cường cũng xin kết thúc video nha. Cường chúc cho cả nhà có buổi xem clip thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nha cả nhà. Thì video thì tới đây cũng khá là dài rồi. Xin chào cả nhà nha. Mấy anh chào cả nhà em cái mấy anh ơi. Chào cả nhà luôn. Lộc. Cả nhà những video sắp tới nha. Rồi. Cường cũng xin chào cả nhà luôn nha. Bye cả nhà.